Xin chào quý độc giả báo Nông Thôn Ngày Nay Dân Việt. Vậy là vòng bảng của AFF Cup 2020 đã trôi qua. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta trôi qua vòng bảng với những trận toàn thắng, ghi được 9 bàn thắng mà không để thua bàn nào. Phía trước chúng ta là trận bán kết hứa hẹn rất là căng thẳng với đội tuyển Thái Lan khi phùng địch thủ. Dưới thời ông Park Hang-seo thì chúng ta chưa thua, hòa 2 trận với tỷ số 0-0 ở vòng loại thứ hai World Cup và thắng 1 trận ở King Cup, thắng 1-0 ở ngay trên đất Thái Lan. Để nhìn lại, có những nhận định đánh giá chính xác hơn về trận bán kết sắp tới giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Hôm nay báo Dân Việt Nông Thôn Ngày Nay mời đến trường quay cựu danh thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng và bình luận viên của truyền hình FPT Hoàng Hải. Xin chào quý khán giả của báo Dân Việt cũng như là Nông Thôn Ngày Nay. Trước khi bước vào chương trình tọa đàm thì chúng ta cùng nhìn lên màn hình để xem lại những bàn thắng đẹp của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Câu hỏi đầu tiên tôi xin muốn bình luận viên Hoàng Hải, anh chia sẻ một chút về cái cảm nhận của anh về cái phong độ của đội tuyển Việt Nam sau 4 trận vòng bảng. Tôi nghĩ là tất cả đều nhìn nhận chung được, đó là chúng ta có một kết quả ổn. Và điều mà chúng ta cần nhất sau cái loạt đấu bảng đó là chúng ta đã lọt vào vòng bán kết. Tất nhiên là vẫn có những lấn cấn, có những điều mà chúng ta thấy được rằng nó chưa ổn. Nhưng ít nhất về mặt kết quả thì tôi nghĩ là lọt được vào vòng bán kết nó là cái bước đầu tiên mà chúng ta hướng tới tại AFF Cup này. Còn tất nhiên là như tôi đã nói, chúng ta còn khá nhiều việc phải làm. Chúng ta cũng nhìn nhận được là sau cái loạt trận của vòng loại World Cup này, rồi đến AFF Cup này, thì chúng ta sẽ thấy được rằng nó vẫn là cái bộ khung đó và nó đang dấy lên, tôi nghĩ là một cái vấn đề mà nhiều người hâm mộ, cũng như là anh Dũng, một người đã từng có những trải nghiệm với đội tuyển quốc gia, cũng có thể thấy được là việc là chúng ta bây giờ cái lực lượng dự bị của chúng ta không có nhiều những cái đóng góp. Nó cũng là một cái điều mà nó đã kéo dài từ cái vòng loại World Cup cho đến hiện tại của AFF Cup, là ông Park Hang-seo vẫn đang sử dụng cái bộ khung sử dụng đi sử dụng lại. Chúng ta cũng nhìn vào những cái đóng góp của những cầu thủ dự bị như là Văn Toàn này, hay Xuân Trường này, hay những cái tên khác thì tất cả đều chưa có được cái dấu ấn nào cả. Hay xa hơn nữa là tôi cũng hơi giật mình, hôm nay tôi có đọc được cái thông số, đó là việc là trong cái lứa này của chúng ta đi sang Singapore thì chưa có cái cầu thủ nào dưới U23 là được trình làng, được sử dụng. Thì tôi nghĩ nó là một cái vấn đề. Cái vấn đề là chúng ta đang thấy là một cái giải đấu, tất nhiên nó không được ghi nhận vào cái của FIFA này, nhưng nó cũng sẽ là một cái sân chơi mà tôi nghĩ là nên có cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Nhưng cách đây 3 năm thì chúng ta đã có được Văn Hậu như thế này, rất hoành tráng, rất hay, nhưng hiện tại thì không. Và tôi nghĩ là một mặt thì chúng ta có thể thấy hài lòng vì chúng ta lọt được vào vòng bán kết, nhưng mặt còn lại là về mặt từ nội tại của chúng ta, tôi nghĩ là đang có nhiều cái luồng suy nghĩ, luồng dư luận rằng là ông Park là vẫn đang phần nào đó là sử dụng đi sử dụng lại một cái bộ khung. Và để cho một cái chiến dịch như thế này, các anh cũng có thể thấy là bây giờ mật độ bắt đầu quay trở lại với 3 ngày một trận, thì tôi nghĩ là đã đến lúc mà chúng ta cần và chờ đợi vào một cái gì đó mới mẻ đến từ những gương mặt dự bị như là Văn Toàn hay là Xuân Trường. Đúng là có vẻ như thầy Park Hang-seo đang quá thận trọng ở giải đấu này. Dưới góc nhìn của một người đã từng chơi trung vệ trong một đội tuyển Việt Nam, thì anh Dũng có thể đánh giá một chút về cái hàng phong độ hàng thủ Việt Nam ở giải đấu hôm nay không? Mặc dù chúng ta thủng lưới nhưng còn cái điểm gì anh thấy mình cần phải khắc phục không? Phía trước chúng ta một hàng công rất mạnh ở Thái Lan. Thực ra thì như chúng ta thấy rồi, tức là xuyên suốt vòng bảng, cá nhân tôi đánh giá cũng như chia sẻ với rất nhiều anh em làm chuyên môn hoặc là có những lúc mà uống cà phê với nhau thì là cũng nói chuyện với anh em, thì đội tuyển Việt Nam chúng ta ấy, nếu mà nói là về năng lực ấy, thì tôi nói vui là đội tuyển Việt Nam không cần phải đá, chắc chắn chúng ta sẽ lọt vào trong 4 đội mạnh nhất của khu vực, có nghĩa là chúng ta sẽ vào vòng bán kết đấy. Nhưng mà bây giờ nhìn một cách tổng quan ra thì rõ ràng rằng là cái cách vận hành lối chơi của đội tuyển Việt Nam thời gian vừa qua có trận thắng, có trận hòa, nhưng mà rõ ràng là cái mà tôi đang muốn nói ở đây và nhìn thấy ấy, chính là đội tuyển Việt Nam chúng ta là cái khát khao như những mùa giải trước ấy là nó bị kém đi. Chính vì vậy mà chúng ta thấy các cầu thủ có vẻ chững lại. Thì trong khi đó thì các đội mà trong khu vực, thí dụ như là 4 đội lọt vào bán kết chẳng hạn như vậy, thì gồm có Sinh này, Indo này và Thái Lan chẳng hạn đấy, vài mùa giải trước thì có thể là họ vì mục đích hoặc là vì chuyển giao thế hệ thì họ có thể là cái năng lực của họ chưa đạt được, nhưng bây giờ họ đang quay trở lại thì chúng ta lại thấy sự chứng lại của đội tuyển chúng ta. Đây là một cái sự lo lắng không hề nhỏ. Đôi khi khán giả và người hâm mộ có thể rất yêu đội tuyển, có thể kỳ vọng đội tuyển rất nhiều, nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy cái sự chứng lại của một số trụ cột, và đặc biệt là hàng thủ chúng ta thấy sau cái vòng loại World Cup thứ 3 ấy, chúng ta thấy mắc rất nhiều sai sót.
Và những cái sai sót đó ấy, có được rút kinh nghiệm hay không? Có. Nhưng cái những cái sai sót về mặt căn bản, đấy chính là cái lỗi hệ thống. Thì đôi khi trong các trận đấu chúng ta vẫn thấy là chúng ta tấn công rất nhiều, chúng ta dồn ép đối phương rất nhiều. Nhưng đâu đó khi đội bạn, có thể đối thủ được đánh giá dưới cơ mình, nhưng khi họ phản công lại, chúng ta thấy hàng của người ta có chút bối rối. Đấy chính là điểm lo lắng. Và ở cái trận tới này ấy, nếu chúng ta gặp Thái Lan ấy, thì rõ ràng ấy, để khai thác cái điểm yếu ấy, thì đội tuyển Thái Lan hay hơn tất cả các đội còn lại. Chính vì vậy nếu chúng ta mắc những cái sai lầm mà sơ đẳng một chút ấy, thì dẫn đến quả là tôi cho là không khôn lường đấy, chứ không đơn giản là đá như vòng bảng ở đâu. Tại vì chúng ta thấy các cái tiền đạo hoặc là hàng tiền vệ của đội tuyển Thái Lan ấy, đặc biệt là ở trên thì có Danda này, ở giữa có Chalathip này, và ở dưới nữa hai hậu biên của họ cực tốt. Khi mà chúng ta chỉ cần mắc sai lầm nhỏ thôi thì họ sẽ triển khai và khoét vào cái sai lầm chúng ta ngay tức khắc, rất nhanh. Đội tuyển Thái Lan họ chuyển từ thế thủ thành công nhanh lắm. Chính vì vậy mà tôi cho rằng là cái theo đánh giá tôi, hàng phòng ngự của mình ấy, trận tới này ấy, rồi là những trận tiếp theo ấy, nếu như có vào được sâu ấy, nữa là trận chung kết chẳng hạn, thế chúng ta phải có nghĩa là không được phép mắc sai lầm, chứ không phải là chúng ta có thể mắc sai lầm, tức là từ vòng này trở đi là không được phép mắc sai lầm nữa thì mới đảm bảo được cái thành tích và cái mong muốn được khán giả. Tôi muốn hỏi huấn luyện viên Hoàng Anh là từ đầu giải tới các trận vòng bảng thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng 20 trong tổng số 30 cầu thủ ông mang tới Singapore. Vậy theo anh, trong 20 cầu thủ này, anh ấn tượng nhất với những cầu thủ nào? Tôi nghĩ rằng tất cả những gì mà chúng ta có thể thấy được nó trong cả cái năm 2021 này, thì những cái sự ấn tượng được tạo ra thì có lẽ là chúng ta đều nhìn vào những vị trí như có thể điểm danh nhanh như là ở Hoàng Đức, một người mà tôi nghĩ là đã trưởng thành vượt bậc. Bây giờ anh ấy đã khẳng định được cái vai trò của mình là như là đóng đinh cái vị trí chính thức của anh ấy trong đội hình đội tuyển quốc gia Việt Nam rồi. Và còn cái vị trí còn lại tôi nghĩ là ở vị trí của Quang Hải, với những đóng góp của Quang Hải ở vòng bảng, không chỉ là ở vòng bảng đâu mà còn kéo dài từ những giải đấu trong năm 2021 này, từ vòng loại 2 này cho đến vòng loại 3 của World Cup này. Rồi cả những đóng góp của anh ấy với những đường kiến tạo trong trận đấu mới nhất với Campuchia cũng vậy, hay cả bàn thắng cũng vậy. Chúng ta đều thấy đó là hai cái vị trí mà như anh Dũng trước khi vào đây cũng đã nói rằng là cái vị trí của Hoàng Đức và Quang Hải, tôi nghĩ rằng cũng là cái vị trí mà chúng ta đều thấy được rằng có được cái sự đóng góp to lớn mà chúng ta thấy rõ rệt nhất. Tất nhiên bên cạnh đó vẫn còn đó Tuấn Anh này, hay là chúng ta nhìn vào vị trí trung vệ thì phần nào đó là Quế Hải là người đang đeo chiếc băng đội trưởng. Nhưng với cá nhân tôi thì tôi vẫn dành cái tình cảm, cái suy nghĩ của mình về những vị trí ấn tượng nhất có lẽ là Hoàng Đức và người lớn hơn cả có lẽ là Quang Hải. Anh Dũng cũng đã từng là cựu danh thủ thể công, thời gian qua chắc hẳn là theo dõi rất nhiều cái màn thể hiện các cầu thủ Viettel trong đội hình đội tuyển Việt Nam, dẫn nhiều em là trụ cột, ví dụ là Ngọc Hải, rồi là Thanh Bình thì chưa được đá U22, rồi là Nguyên Mạnh thủ môn thì cũng đang được tuyên dụng, Bùi Tiến Dũng, rất là Hoàng Đức nữa, đặc biệt Hoàng Đức. Thì anh dưới góc nhìn của mình, anh sẽ chia sẻ kỹ hơn một chút về những cái cầu thủ Viettel mà anh theo dõi ở đội tuyển. Thực ra thì chúng ta đều nhìn thấy rồi, cái cầu thủ mà có sự tiến bộ và cái sự ổn định nhất đấy chính là Hoàng Đức. Còn các vị trí khác ấy thì với chiếc băng đội trưởng trên tay ấy, thì Quang Hải vẫn làm tốt cái nhiệm vụ của mình, có nghĩa là vẫn là một người anh cả trong đội, vẫn cứ động viên, rồi vẫn cứ là cái chỗ dựa tinh thần cho hàng phòng ngự của mình, rồi là cũng là những cái người mà truyền tải những cái ý đồ cũng như là cái mà ông Park ở ngoài sân ông truyền tải vào trong, thì người đội trưởng lĩnh hội hết và động viên anh em cũng như là triển khai cái ý đồ đó trong sân như vậy. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy là sau cái vòng loại World Cup thì thứ ba đấy, chúng ta có những cái bất lợi về mặt kết quả, thì hầu như các vị trí trong bốn vị trí đó thì ở vòng loại World Cup thứ ba thì chúng ta thấy Lâm Nguyên Mạnh là không được sử dụng rồi, đúng không nào? Thì chính vì vậy mà ở cái giải này thì ông tin tưởng dùng ở hai trận vòng bảng, ba trận vòng bảng đấy. Còn đến trận thứ tư thì ông Sùng Tấn Trường, thì tôi cho rằng là ông Park ông cảm thấy rằng là Nguyên Mạnh phù hợp với những cái đối tượng đó và cái giải đấu này thì ông sử dụng Nguyên Mạnh. Nhưng mà chúng ta để ý một chút ở trận thứ tư vòng bảng ấy,
thì bắt đầu sử dụng Tấn Trường, thì có nghĩa tôi nghĩ theo góc độ chuyên môn thôi, có nghĩa là có thể ông ấy bắt đầu là ông khởi động nóng lại cho Tấn Trường để chuẩn bị cho hai trận bán kết đấy. Tại vì qua ba trận đầu tiên một bảng ấy gặp những đối thủ mà không quá mạnh như vậy thì phần nào là Nguyên Mạnh cũng chứng minh được khả năng của mình với cả ông Bắc rồi đấy. Thì đến trường hợp tiếp theo đấy là Bùi Tiến Dũng, thì thực sự Bùi Tiến Dũng là một trong những cầu thủ tôi phải dùng từ thông minh, cần cù nhưng mà thiếu một chút tinh quái và thể hình không phải là vượt trội. Thì từ năm tôi theo dõi Bùi Tiến Dũng từ năm 2018 lúc chúng ta ở Thường Châu, sau một số các cái giải tiếp theo nữa, thì Bùi Tiến Dũng đá tương đối ổn định, và cộng thêm nữa là phải nói là Bùi Tiến Dũng không có sự nổi bật so với cả các vị trí khác ở trong hàng phòng ngự. Đấy, thì chúng ta có kể đến như là Thành Trung, như là Duy Mạnh chẳng hạn, thì cái sự nổi trội cũng có, nhưng mà Bùi Tiến Dũng có sự ổn định. Sau một loại cúp thứ ba thì đến cái giải này ấy, thì Bùi Tiến Dũng có phần yếu đi, tôi thấy có phần yếu đi và chững lại. Thì mình mà phân tích sâu thêm nữa thì có thể là Bùi Tiến Dũng bắt đầu là đạt đến cái độ chín nhất định rồi. Thế rồi và bây giờ chỉ có cái duy trì cái sự ổn định được hay không thôi. Nếu như mà thể lực mà đi xuống hoặc là sự ổn định nó có cái gì nó bấp bênh ấy, thì cũng làm nỗi lo. Đấy, còn đâu là Quế Ngọc Hải thì có những sai sót. Có những sai sót, nhưng mà sai sót đó cũng chưa phải là cái điều gì đáng nói lớn cả. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn ra rằng là cậu ấy chứng lại nhiều hơn ba vị trí kia ở Viettel. Chúng ta có thể lược lại, chúng ta có thể nhìn thấy được cái mà Quế Ngọc Hải thì có thể bị chứng lại. Đấy chính là lúc chúng ta thua Trung Quốc ở vòng loại thứ 3. Thì cá nhân tôi cũng là từng là một trung vệ rồi, thì tôi nhìn thấy là lỗi cảm hệ thống. Cũng nói thăng bình thôi nhưng thực ra lại là hết cả. Lỗi cảm hệ thống. Còn đâu là mình không nói rộng thêm một tí, mình không trách các cầu thủ trẻ như Thanh Bình. Tại vì sao? Cái lỗi lớn nhất không phải của Thanh Bình đâu. Thế chúng ta sẽ mở rộng cái vấn đề đấy sau. Còn đâu là nói về các cầu thủ Viettel thôi, thì đấy rõ ràng Quế Ngọc Hải đã chứng lại rất nhiều. Và trong 3 trận, 4 trận vòng bảng vừa qua thì các cái đối thủ của chúng ta chưa phải là đối thủ mà để gây thực sự cái sự khó khăn, gây được cái sức ép lớn cho hàng hậu vệ. Nhưng mà ở trận bán kết này thì tôi cho rằng nó sẽ bộc lộ tất cả những cái mà sự chứng lại đấy của các cầu thủ ở trong hàng phòng ngự. Còn đâu là tôi tin thì là với cái sức trẻ, với cái sự tiến bộ thời gian qua và có những cái mà ổn định mặt tâm lý thì Hoàng Đức vẫn duy trì được cái phong độ của mình như này thôi. Còn tất nhiên là đấy, chúng ta thấy có thể là trong trận đá Campuchia vừa rồi thì Hoàng Đức vẫn ở một cái gọi là trung bình khá thôi, chứ không phải là xuất sắc. Đấy, Campuchia là đối thủ rất yếu, nhưng mà 4 cầu thủ theo như tôi nhận định là gọi là hoàn thành nhiệm vụ. Nói chung là nhưng vẫn còn có những cái mà để phải nói lắm, nhưng nếu chúng ta nói ra thời điểm này thì nó chưa được hợp lý lắm. Vị trí người gác đền là rất quan trọng. 50% đội bóng chúng ta hai thủ môn mà thầy Park đang tin. Nguyên Mạnh cũng mắc sai lầm bán kết AFF Cup 2016. Tấn Trường thì 20. Malai trên sân đấy cũng bị bảo là đèn laser rồi. Xa nữa là Tấn Trường bị cái SEA Games cơ. Thì với những gì anh độ Nguyễn Anh Dũng vừa phân tích theo bình luận viên Hoàng Hải, thì anh nghĩ thầy Park sẽ chọn ai là thủ môn chính thức trong trận đá với Thái Lan sắp tới, và anh có tin tưởng không? Nếu về lựa chọn thì như anh Dũng đã nói rồi, tôi là đang thiên về ý tưởng của anh Dũng, đó là việc là thầy Park đang muốn Tấn Trường là làm nóng, và sau đó là sẽ ưu tiên cho kinh nghiệm của Tấn Trường ở trận đấu bán kết này. Còn để mà nói về sự ưng ý thì với cá nhân tôi không quá hài lòng với những vị trí thủ môn mà chúng ta, với những cầu thủ đang đứng trong khung gỗ như là Nguyên Mạnh hay là Tấn Trường. Giá như Đặng Văn Lâm. Đúng rồi. Người mà tôi cảm thấy rằng là có được hội tụ đủ yếu tố của sự chuyên nghiệp, yếu tố về mặt thể hình như anh Dũng nói đến rất nhiều, về sự chuyên nghiệp và cả về phản xạ nữa, hay là cả một cái luôn là giữ cho mình một cái thế là giống như Hoàng Đức, là chúng ta luôn có cảm giác là Văn Lâm có thể phát triển được hơn nữa. Đó là lý do tại sao tôi ưa thích Văn Lâm hơn.
Với cả bổ sung thêm một tí, tôi nói thật là như này, thời điểm này ấy, là ông Park không còn sự lựa chọn nào cả. Tất cả những con người chúng ta AFF Cup năm nay ấy, là tốt nhất của Việt Nam rồi. Thì, trừ những cầu thủ chấn thương, thì ông nói nếu như những cầu thủ đó mà không chấn thương thì chúng ta sẽ có sự cái sự bổ sung ấy, nó sẽ dày hơn thôi. Ví dụ như là đấy, Đình Trọng này, rồi là Hùng Dũng này, Đặng Văn Lâm này, rồi Văn Hậu này. Còn những vị trí quan trọng, Trọng Hoàng. Không, không, bây giờ tôi muốn nói như này. Chúng ta không thể nói là đấy là toàn những vị trí quan trọng được. Mà tất cả các cầu thủ đội tuyển chúng ta bây giờ ấy đều hay. Tôi hay chia sẻ với cả anh em bạn bè, tức là đội tuyển chúng ta hiện nay ấy, nó có một cái mặt bằng, tức là các cầu thủ tương đối đồng đều. Chúng ta có thể là thành lập được hai đội tuyển quốc gia, hai đội tuyển để đá AFF Cup này. Thế nên cho nên là chúng ta không nên nói rằng là các cầu thủ bị chấn thương là cầu thủ chủ chốt và quan trọng, và thiếu cầu thủ đó là chúng ta bị mất đi sức mạnh. Nó chỉ bị thiếu hụt mặt lực lượng thôi. Còn thực sự ra nếu có các cầu thủ đó mà chúng ta vẫn đạt kết quả hôm nay thì chúng ta sẽ tính như thế nào, đúng không? Thì bây giờ chúng ta chỉ phải nhìn như tổng thể một cách, tức là các vị trí cụ thể tham gia cái giải đấu năm nay đấy, thì là phải nói là như này này, cái nỗi lo nhưng mà mình không có sự lựa chọn, đúng không? Còn tất nhiên khi chúng ta nói là nếu có Đặng Văn Lâm ở trong cầu môn thì yên tâm, chẳng hạn như vậy, thì tất nhiên là Đặng Văn Lâm so với cả các thủ môn khác ấy, nó có lợi thế về mặt hình ảnh, thực sự là lợi thế về mặt hình ảnh. Tất nhiên là cháu nó có những cái sự chứng minh rồi, nhưng mà nó lợi thế về mặt hình ảnh gì? À, trông một thủ môn trông giống Tây lại có thể hình to như thế, thì đương nhiên là các tiền đạo khi đối đầu ấy thì bao giờ cũng có cảm giác tâm lý là khó đá vào, hoặc là cố gắng phải đá quả bóng nó tránh xa người thủ môn ra chẳng hạn như vậy, thì nó sẽ cái xác suất là chính xác của cầu môn ấy thì nó sẽ bị hạn chế đi chẳng hạn như vậy, chỉ có thế thôi. Chứ mà nếu như mà gặp một đối thủ mạnh, họ cứ phối hợp nhỏ xong họ xuống biên, họ lật tạt ngược lên, hoặc là họ đập 1-2 như kiểu Bắc Sa chẳng hạn, đấy họ vào tận cầu môn, họ đá cầu môn thì có thủ môn lo bằng giời, đúng không? Thì đấy chính là cái mà nói thật ra mình đây mình làm sao ở góc độ là người làm chuyên môn ấy, tôi chỉ mong là các cháu thực sự giữ được bình tĩnh thôi, giữ được bình tĩnh và phải thật sự kiên trì, thực sự là kiên trì để đối đầu với cả Thái Lan, tại vì không đơn giản đâu. Thái Lan họ không cho phép mình mắc sai lầm. Còn cái cơ hội mà để mình phản công ấy, với cả tuyển Thái Lan ấy, tôi cho rằng là riêng cái thời gian mà mình chống đỡ các sự tấn công của phía Thái Lan ấy, mình đã đủ mệt rồi đấy, chứ không còn cơ hội để mà tấn công nhiều đâu. Rồi chúng ta sẽ được theo dõi cụ thể ở trong trận đấu, chúng ta sẽ cảm nhận được cái vấn đề này. Tôi muốn hỏi Nguyễn Vân hoàn cảnh một câu là trước đây thì các thế cầu thủ của Việt Nam khi gặp Thái Lan thường bị áp lực rất lớn về mặt tâm lý. Tuy nhiên là dưới triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo thì ở tất cả các cấp độ đội tuyển Việt Nam đã trải qua 6 trận liên tiếp thất bại trước Thái Lan, trong đó có 3 trận ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Ngoài ra Việt Nam cũng đang có chuỗi 13 trận thất bại tại AFF Cup bằng cái kỷ lục của Singapore. Tại vòng bảng thì Việt Nam cũng chưa để thủng lưới bàn nào. Theo anh thì là đây có phải một lợi thế lớn về mặt tâm lý cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu sắp tới với Thái Lan hay không? Thật ra cái ý này thì em muốn tiếp nối cái ý như lúc nãy anh Dũng có nói. Đó là việc là trong khoảng, anh Dũng đã nói đến việc là chúng ta đang chững lại. Nhưng mà trong khoảng 3 năm trước thì chúng ta lại là cái đội bóng có được cái sự đi lên tại Đông Nam Á. Về mặt đội hình này, về thành tích này. Nên là tôi nghĩ rằng với những gì mà chúng ta đã có được 3 năm qua thì nó là đủ để là cơ sở. Với thời huấn luyện viên Park Hang-seo chúng ta có đủ tự tin. Bây giờ chúng ta nói là chúng ta đã bước ra cả, chúng ta cũng nói với nhau là chúng ta được tham dự vòng loại cuối của một kỳ World Cup. Đó là một cái điều rất là vinh dự với bóng đá Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng đặt vào môi trường của bóng đá Đông Nam Á thì tôi nghĩ nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có sự tự tin. Đó hoàn toàn có thể là cơ sở. Bây giờ ít nhất là chúng ta không ra sân mà cảm thấy là có gì lấn cấn nữa cả. Ít nhất là chúng ta ra sân và đây sẽ là một trận đấu mà chúng ta phải chơi ra trò. Cho dù đối thủ có thể là Indo, này, Mã Lai hay là Thái Lan. Chúng ta cũng có thể thấy được cái minh chứng rõ rệt nhất là việc là ở cái vòng loại 2 vừa rồi, chúng ta đôi khi là chúng ta sẽ cảm nhận là đội tuyển lúng túng trước Malaysia hay Indonesia ở cái vòng loại 2 tại UAE. Nhưng mà đến cái kỳ AFF Cup này thì các anh cũng có thể thấy là trong cái rõ nhất là cái trận đấu với Malaysia, chúng ta vẫn thi đấu ổn, chúng ta vẫn có thể có những thời điểm chúng ta áp đặt được họ. Hay trong trận đấu với Indo thì chúng ta ở cái vòng loại 2 rất ngại khi mà người ta chơi rắn. Nhưng ở AFF Cup này thì đội tuyển quốc gia chúng ta thấy họ tự tin. Anh em cũng bắt đầu biết gọi là tránh đòn rồi.
bắt đầu chắc chân hơn, không còn bị kiểu cảm giác như là bị người ta vào như quả chấn thương Tuấn Anh. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta đã có một cái đà tâm lý rồi thì nó hoàn toàn có thể giúp cho chúng ta tự tin ra trận. Tôi muốn hỏi anh Dũng là ở vòng đấu bảng, trong khi đội tuyển Việt Nam thì chơi ở sân Busan thì đội tuyển Thái Lan thì chơi ở sân vận động quốc gia Singapore, ngoài ra là trận đấu cuối cùng thì Thái Lan chỉ tung ra đội hình mà bây giờ anh em mình tiếp nối cái phần mà anh đang hỏi về cái chuyện mà tâm lý của đội tuyển Thái Lan. Đúng, tại vì em nói về Indo nhiều chứ em không nói về Thái, tại vì đang hỏi về tâm lý và đội tuyển trước đây gặp Thái như thế là mình tâm lý, bây giờ đội tuyển mình gặp Thái là mình như thế nào đấy. Thì bây giờ mình tiếp nối về đấy đi. Thái xong em quay lại xem hỏi anh luôn để anh nói Thái về cái đấy. Em nghĩ rằng là riêng Thái Lan thì em nghĩ phải để anh Dũng, mà một người đã có những cái trải nghiệm. Anh Dũng cũng là từng là khóa đội tuyển quốc gia và trong thế hệ cầu thủ của anh thì khi gặp Thái Lan cũng rất dễ bị trạng thái, gọi là bị trạng thái trước khi thi đấu với Thái Lan. Thì theo anh là đội tuyển Việt Nam hiện tại có sự thay đổi nào không? Thực sự ra ấy, thì phải chia sẻ với cả các bạn cũng như là đây là muốn gửi lời đến người hâm mộ Việt Nam nhé, nhờ một cách chân thành như này. Đội tuyển Việt Nam ấy, chúng ta ấy, thời kỳ nào cũng hay, thời kỳ nào cũng có người giỏi cả. Đặc biệt đội tuyển Việt Nam mà những khi đội tuyển Thái Lan ấy, kể cả những rất nhiều năm trước đây như thập kỷ 90 của thế kỷ trước chẳng hạn đấy, chúng ta quay lại chúng ta hội nhập lại bóng đá Đông Á thì thực ra chúng ta không sợ đội tuyển Thái Lan, không sợ như là dư luận hoặc là kể cả người hâm mộ đánh giá và nhìn nhận như vậy, nhưng thực sự đội tuyển Thái Lan quá hay và quá mạnh, có nghĩa là chúng ta có thể rất cố gắng nhưng mà chúng ta không thể đối đầu lại được với họ. Còn đâu là với các cháu ở thời điểm này, với cái lứa cầu thủ mà bắt đầu có sự may mắn nhé, tôi phải nói là có sự may mắn ở Thường Châu trở lại đây, đấy là cái lứa mà chúng ta nhìn thấy rồi, đấy là Văn Toàn rồi Văn Hậu, Công Phượng chẳng hạn, như vậy Quang Hải hạn đấy, thì chúng ta cho rằng là chúng ta có thể là không cần sợ Thái Lan, nhưng không phải thế, mà cái tâm lý mỗi cái thời điểm ấy chúng ta sẽ thể hiện khác nhau. Còn có thể bây giờ là chúng ta rồi là người hâm mộ nhìn thấy các cháu nó chơi với các cái đối thủ mà có thể là ngang tầm hoặc là dưới tầm và cảm thấy rằng là cái cách mà các cháu nó cầm bóng hoặc di chuyển sân, chúng ta cho rằng đấy là sự tự tin, nhưng nó chỉ đánh giá được một phần thôi. Còn nếu nói về sợ và lo ngại hoặc lo lắng trước một đối thủ mạnh như Thái Lan ấy, có chứ. Chúng ta nhìn thấy sau trận đấu với Campuchia rồi, đúng là các cầu thủ chúng ta tỏ ra có thể là, tôi cho rằng đấy là sự mệt mỏi, nhưng mà cũng có một chút gì đấy lo lắng khi chúng ta phải đối đầu với Thái Lan ở bán kết. Thì như vậy chúng ta không thể nói rằng ngày xưa lứa có thể là cái lứa cầu thủ đàn anh đàn chú trước đây là có thể là như tôi này hoặc là anh Huỳnh Đức, anh Hồng Sơn hoặc là anh Minh Hiếu chẳng hạn, như vậy đối đầu với Thái Lan là sợ, không phải sợ mà mình có đủ sự tự tin, đủ sự quyết tâm. Nhưng mà thực sự ra đội tuyển Thái thời điểm nào, thời kỳ nào họ cũng rất là mạnh, và cho dù là vài ba năm trước về cái cách là cách tổ chức của Liên đoàn bóng đá Thái và cái mục đích của Liên đoàn bóng đá Thái, họ muốn đưa đội tuyển Thái ra khỏi tầm khu vực Đông Nam Á để họ phấn đấu ở một cái đẳng cấp cao hơn, đấy là ví dụ như là ở châu Á và có thể là đi xa là hơn World Cup. Chính vì cái sự tính toán trên bước đường của họ mà họ mắc sai lầm trong cái việc mà phát triển cái lứa cầu thủ và họ bỏ qua cái giải ở khu vực Đông Nam Á này. Đấy là trong thời điểm đó thì là có thể là chúng ta đang các cháu của chúng ta nó đang trên đà, nó hưng phấn, nó phát triển và nó có một sự lớn lên nhất định. Chính vì vậy mà chúng ta cho rằng là chúng ta đã bằng Thái Lan hoặc chúng ta không sợ Lan, không phải. Chúng ta thử nhìn lại cái quá trình ở vòng loại thứ hai. Tất nhiên là chúng ta hòa với Thái Lan hai trận đấy. Nhưng mà tại sân Mỹ Đình, đội tuyển Thái Lan đá cho chúng ta là cực kỳ nhiều khó khăn và chúng ta may mắn chúng ta mới hòa được tại sân nhà đấy chứ. Chứ có phải là chúng ta áp đặt người ta đâu. Còn tất nhiên là đến vòng loại thứ ba thì ai cũng nhìn thấy ở vòng loại thứ ba là cái vòng mà coi như là chúng ta thành công rồi và vinh quang lắm. Nhưng mà chúng ta lật lại lịch sử một chút, Thái Lan người ta còn hai lần vào trong vòng loại thứ ba cơ, và họ còn có, tức là cái năm tôi nhớ không nhầm thì là năm 2012 hay là 2018 gì đấy, cái quãng thời gian đó thì họ còn có 4 điểm cơ. Đấy, lần đầu tiên họ lọt vào vòng loại thứ 3 là 2 điểm. Không, họ có 4 điểm. Còn vòng loại lần thứ 2 lọt vào thì mới là hai trận hòa sau này ấy, chính là cái thời kỳ mà của Kiatisak, con viên của anh Gia Lai làm bây giờ đấy.
thì lần thứ hai họ lọt vào loại thứ ba thì họ mới chỉ có 2 điểm thôi. Còn lần đầu tiên họ lọt vào là được 4 điểm cơ. Nên chúng ta phải hình dung là gì? Xét về toàn cục về lịch sử, về thành tích, đội tuyển Thái lúc nào cũng nhìn gần mình. Không, rõ ràng là Thái Lan bây giờ năm nay họ tập trung tất cả những cái lực lượng mạnh nhất. Nơi là chơi ván bài cho Việt Nam biết là ai là số 1 đấy. Vấn chơi đề rất hay đúng không anh Hoàng? Vấn đề ở đây ấy, là chính là cái mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam, rồi là kể cả các đội bóng cũng như người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á có đôi chút gì đấy chủ quan và có đôi chút gì đấy hơi khích tướng đối với đội tuyển Thái. Chính vì vậy mà đội tuyển Thái Lan thì là trong tâm tâm họ thật sự là họ vẫn luôn luôn tự hào rằng họ là một trong những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Nhưng mà quãng thời gian qua họ đã chính họ đã bỏ bẵng đi cái vị trí đó của mình. Thì bây giờ họ quay lại thôi. Chứ không phải là họ vì cái chức vô địch Đông Nam Á này mà họ phải đầu tư về tiền bạc, đầu tư về cái gì một cách quá đáng như mình nghĩ đâu. Giống như là các đội khác đâu, mà vấn đề ở chỗ đội tuyển Thái Lan rồi. Họ quay trở lại, họ lấy lại vị trí của họ để cho các đội bóng trong Đông Nam Á nhìn nhận lại, hiểu lại cái giá trị của các đội bóng nhé. Tức là có nghĩa là họ quay lại và họ làm để cho các đội bóng ở trong Đông Nam Á hiểu lại giá trị của mình. Chứ không phải là họ cố gắng để họ chứng minh họ là số 1 Đông Nam Á đâu. Tức là họ muốn dạy cho phần còn lại của Đông Nam Á hiểu là các bạn đang ở đâu và đội tuyển Thái Lan đang ở đâu. Cái này là rất ít người dám nói. Rất ít người dám nói. Tại vì sao? Đôi khi chúng ta là những người Việt Nam và yêu đội tuyển Việt Nam. Cái này chúng ta phải chia sẻ này. Nếu chúng ta nói lên những sự thật đó, đôi khi không hài lòng một số đông khán giả đâu. Bây giờ thì rõ ràng đội tuyển Thái Lan người ta phải dành cho mình sự tôn trọng rồi. Mà họ có lấy được lại vị trí số 1 hay không còn chờ 2 trận tới anh Dũng ạ. Cho nên tôi muốn hỏi thêm Bình Luận Động Hoài chia sẻ thêm về góc độ mình phân tích Thái Lan như thế. Ông Park Hang-seo hôm nay trong họp báo bảo tôi chả gì tôi phải sợ Thái Lan, không có gì lo lắng hết. Đơn giản là tôi cũng nghiên cứu kỹ Thái Lan, họ muốn chọc thủng lưới tôi cũng có cách chọc thủng lưới họ. Thì dưới góc độ của anh Hoàng Hải, anh nhìn ra cái khía cạnh nào để Việt Nam mình có thể tìm được cái bàn thắng vào lưới của Thái Lan trận tới không? Tôi nghĩ rằng là trong một cái trận đấu, tôi không muốn nói nhiều về những cái điều lớn lao. Tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ nên tập trung vào một cái trận đấu cụ thể với những gì cả hai đội bóng đã thể hiện, đã chuẩn bị. Thì tôi đang chờ một cái kịch bản là chúng ta đều thấy là Thái Lan mạnh thì hãy đặt. Đôi khi chúng ta tự đặt mình ở thế cửa dưới, nỗ lực quyết tâm. Và không phải là chúng ta cũng đều thấy là trong những cái thành công lớn nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam cho đến lúc này tại Thường Châu, bên cạnh yếu tố may mắn như Dũng đã nói tới, thì chúng ta cũng luôn là ở thế cửa dưới và chúng ta sẽ cố gắng hết mình. Và tất nhiên là sự nỗ lực sẽ được đền đáp. Nên tôi nghĩ là với trận đấu cụ thể với Thái Lan diễn ra vào ngày mai, hãy đặt, thầy Bác đã nói rồi, ông ấy có cách. Chúng ta có thể là bắt mình, chúng ta yếu hơn một chút cũng được, chúng ta ở cửa dưới cũng được, nhưng chúng ta sẽ chơi một trận giao trò với Thái Lan. Chúng ta có thể, tất nhiên là vào trận đấu thì huấn luyện viên nào cũng vậy thôi, anh Dũng đá chuyên nghiệp, anh Dũng cũng hiểu, là phải tìm hiểu kỹ về đối thủ thôi. Tôi nghĩ rằng những câu nói đó nó là cái điều mà chúng ta thấy là huấn luyện viên nào cũng nói được. Mà thật ra ấy, chia sẻ với bạn này, dưới góc độ huấn luyện trưởng cùng đội tuyển quốc gia, không thể nào mà với truyền thông mà huấn luyện viên Park có thể là phát biểu là chúng tôi lo ngại hoặc chúng tôi lo lắng về tuyển Thái cả. Mà đôi khi chúng ta phải phát biểu những cái điều đấy, mặc dù trong tâm tôi tin chắc rằng là ông Park có sự lo lắng, nhưng đương nhiên cái sự tính toán của ông ấy tôi cho rằng là sẽ hợp lý thôi. Với một tâm thế là đội tuyển về mặt lịch sử là chúng ta vẫn đang là đương kim vô địch, nhưng mà xét về mặt thực tiễn xuyên suốt từ đầu giải giờ là nếu nói về thành tích là chúng ta kém hơn, tại vì họ đang đầu bảng và chúng ta là đứng thứ nhì bảng, thì không, nếu so sánh cụ thể là chúng ta thấy là chúng ta cửa dưới nhá. Chúng ta phải thật khiêm tốn để chúng ta nhìn nhận vấn đề. Khiêm tốn đây để làm gì? Khiêm tốn đây để chúng ta thận trọng trong cuộc chơi. Chứ nếu như chúng ta cứ tung hô nhau lên, tôi không sợ tuyển Thái, tôi sẽ đá bằng nỗ lực của mình, nhưng đôi khi chúng ta phải hiểu là lực bất tòng tâm. Không, chả việc gì mình phải dùng sở đoản đâu. Tôi nghĩ là ông Park sẽ dùng sở trường mình thôi. Người ta thích tấn công, càng máu mình càng thích. Mình dùng sở trường của mình thôi mà. Cho nên trận tới, hy vọng là Thái Lan, tôi lại mong Thái Lan càng cáu càng tốt. Mình cứ đá theo kiểu của mình thôi. Nhưng mà lúc đấy lại đặt ra vấn đề về cái chất lượng hàng công. Tiến Linh, một tiền đạo mũi nhọn của mình, thì cái trận vòng bảng rồi mình ghi được, bắt đầu tìm lại được cảm giác ghi bàn. Nhưng thực ra quả sút đấy thì hậu vệ Campuchia tuyến 2 họ mình cũng đi bóng, người ta hay ca ngợi quả sút đấy. Quả đầu tiên thì lại là Việt Vị, nhìn cảm giác là Việt Vị khá rõ. Cho nên là để bảo Tiến Linh lấy lại phong độ ấy chưa nhé, thì xin Bình Luận này chia sẻ anh nhìn nào về phong độ Tiến Linh và anh nghĩ này, về cái hàng công của đội tuyển Việt Nam một chút để trận đá với Thái. Chắc chiêu cơ hội nhanh Dũng vào rất là khó, mình rất ít cơ hội phải chắc chiêu, thì vậy thì mình có đặt niềm tin vào những cái vị trí.
Tôi nghĩ là tôi cũng là người may mắn được xem khá nhiều các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam, từ vòng loại thứ hai này rồi cho đến các trận đấu tại AFF Cup này. Tôi cũng được xem khá nhiều những trận đấu tại những giải đấu mà tôi được thực hiện bình luận. Thì tôi nghĩ là với chúng ta nhìn vào Campuchia, họ không phải là đối thủ của chúng ta ở cùng tầm với chúng ta, thì cái bàn thắng của Tiến Linh tôi nghĩ rằng nó chỉ giúp cho anh ấy giải tỏa được về mặt tâm lý thôi. Cái đó là điều mà chúng ta thấy dễ dàng nhất. Còn trong một trận đấu cụ thể với Thái Lan thì tôi nghĩ là không thể nào nói là toàn bộ cái trách nhiệm ghi bàn chúng ta gửi gắm cho Tiến Linh được. Chúng ta nhìn vào những cái trận đấu vòng loại thứ hai có được những kết quả khả quan trước Malaysia, nó cũng là một tình huống mà những hậu vệ Tiến Linh cũng là người làm từ để cho Văn Hậu ghi được bàn với một cú đánh đầu. Thì tôi nghĩ là với những cầu thủ như Tiến Linh, chúng ta không trong trận đấu cụ thể với Thái Lan mà chúng ta không cần phải nhìn nhiều về cái trọng trách ghi bàn, mà cái tôi muốn nhìn nhận rõ nét nhất ở Tiến Linh là anh ấy sẽ đóng góp gì trong cái lối chơi của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nó hoàn toàn có thể là anh ấy một tình huống anh ấy đứng đúng vị trí thả bóng lại cho tuyến hai, có thể là một tình huống mà anh ấy sút bóng và tạo ra những lộn xộn rồi đồng đội chấp thời cơ. Thế là tôi nghĩ là bây giờ chúng ta chỉ quan tâm nhất là trận đấu với Thái Lan, hai trận đấu lượt đi và lượt về. Chúng ta hãy để lại những con số thống kê, để lại những cái chỉ trích, để lại những cái nghi ngờ phía sau đi. Và trong trận đấu cụ thể này chúng ta hãy xem là Tiến Linh sẽ đóng góp như thế nào. Chứ bây giờ chúng ta bảo là không phải lúc nào Tiến Linh cũng ghi bàn. Quang Hải thì sao? Tuấn Anh thì sao? Hay một người nào đó khác thì sao? Thế là tôi nghĩ là cái mà tôi quan tâm nhất là Tiến Linh sẽ đóng góp như thế nào cho lối chơi. Anh ấy sẽ là người có thể thu hút sự chú ý của bộ đôi trung vệ Thái như thế nào? Anh ấy có thể tạo ra được những giá trị gì cho đội bóng? Nên là cái điều đó là cái điều tôi quan tâm. Chứ còn bây giờ chúng ta nói là cụ thể trong một trận đấu như vậy, nói về nghi ngờ về người ghi bàn, biết đâu đấy Hạ Đức Trịnh vào ghi bàn thì sao? Thế là tôi nghĩ là trong một trận đấu cụ thể như vậy, bây giờ chúng ta hãy dành cái sự chú ý của chúng ta cho cái trận đấu đó. Chứ còn nói là để giao toàn bộ trọng trách ghi bàn cho một người thì tôi nghĩ là khó lắm. Bóng đá mà dễ đoán như vậy thì thật sự là không thể nào thấy nó hấp dẫn. Có một chút về cái chia sẻ một chút hàng tiền vệ. Người ta hay nói là hàng tiền vệ của Thái Lan thời điểm này rất mạnh. Có Chanathip, có Owen, rồi là có cả Thiêng Sutton, Thawun. Việt Nam ta thì toàn dùng 3-4-3. Từ đầu 4 trận vòng bảng đều đá 3-4-3. Thì dưới quan điểm của anh Dũng, Đức Huy là cầu thủ đã phòng ngự rất chắc chắn mà chưa được dùng một phút nào ở AFF Cup. Thì anh có nghĩ là trận tới mình sẽ ông Park sẽ dùng dày hàng tiền vệ không? Cụ thể là đá lại cái sơ đồ 3-5-2 và để mình có thể chắc chắn được khu tuyến giữa. Chúng ta đều theo dõi bóng đá thế giới. Thì với cá nhân tôi ấy, không nói đến, trước tiên là chúng ta không nói đến những cái tên như vội nhá, mà chúng ta hãy nói đến sơ đồ chiến thuật. Về sơ đồ chiến thuật ấy, thì thực sự ra chúng ta phải hiểu điều này, sơ đồ chiến thuật là sắp xếp các cái vị trí trên sân để cho các cầu thủ hiểu được chúng ta đứng ở đâu trên sân để vận hành cái lối chơi. Chính vì vậy mà chiến thuật nó không quyết định được nhiều đến tỷ số và một trận thắng của một đội bóng nào đó. Đấy, còn đâu là về con người cụ thể ấy, nó mới là cái quyết định chính. Đấy, còn quay trở lại một chút là chúng ta đang nói đến những cầu thủ mà chưa được sử dụng trong thời gian vừa qua. Thì tôi tin chắc rằng là chúng ta không nên nói về sơ đồ chiến thuật 3-5-2 hay 5-3-2 nhé. Mà chúng ta chỉ nói là đội tuyển Việt Nam, hàng tiền vệ của chúng ta qua vòng bảng thực sự không nổi trội hơn các hàng tiền vệ khác. Đôi khi chúng ta còn cầu may, có chăng thì một vài vị trí tiền vệ là tỏa sáng bằng cái cá nhân của mình. Thí dụ đặc biệt như là Quang Hải có bàn thắng chẳng hạn vậy, rồi là Hoàng Đức cũng có bàn thắng. Nhưng mà cũng không chưa phải là một hàng tiền vệ mà áp đặt lối chơi cả hỗ trợ cho hàng công tốt. Thế thì chính vậy mà gặp một đối thủ mạnh như Thái Lan chẳng hạn vậy, thì chúng ta phải tranh chấp ở khu vực giữa sân, tại vì cái đấy nó là cái mấu chốt vấn đề. Thì rõ ràng ông Park ông sẽ, đương nhiên ông sẽ phải tập trung rất nhiều ở khu trung lộ, và đặc biệt là những cầu thủ ở khu vực tiền vệ là phải thực sự là có sức mạnh và sức bền tốt. Để làm gì? Để kiểm soát khu trung lộ. Tại vì sao? Chúng ta thấy rồi, ở phía bên kia là đội Thái Lan ấy, hàng tiền vệ của họ ấy, là những cầu thủ ngoài đẳng cấp của Đông Nam Á rồi, và họ đang đá ở châu Âu. Chính vì vậy mà cái kiểm soát bóng ở khu vực trung lộ cũng như là cái mà họ xoay chuyển tình thế để đến cầu môn mình nhanh nhất rất nhanh. Chính vì vậy chúng ta phải chơi với, tức là mật độ cầu thủ ở tuyến giữa nó phải dày lên. Còn con người cụ thể là ai thì chúng ta chưa biết, cái việc đấy về của Tây Bắc, đúng không nào? Nhưng mà rõ ràng phải chọn những cầu thủ mà phải đảm bảo về thể lực và sức mạnh để phá vỡ cái cấu trúc hàng tiền vệ cũng như là những cá nhân mà xuất sắc của phía Thái Lan. Đấy mới là cái điều quan trọng. Chứ còn đọc ra những cái tên, có thể là chúng ta phải hiểu là ông Park
ông ấy hàng ngày ông sống và sinh hoạt và là người thầy cũng như là người cha của các tuyển thủ. Chính vì vậy mà ông nắm rõ được tâm tư nguyện vọng cũng như là cái phong độ các cầu thủ. Việc ông ấy xếp ai không xếp ai nó có lý do của ông ấy cả. Và thực sự ra thông qua hàng ngày là ông ấy cảm nhận được cầu thủ đó có đủ năng lực để có thể là nhận nhiệm vụ đấy không. Cá nhân tôi cũng là cầu thủ, tôi cũng trải qua rất nhiều người thầy rồi. Trong buổi tập nó thể hiện rất rõ ràng. Thí dụ như là kể cả rất nhiều người nhìn lại tôi ở một trận đấu này, tôi tham gia là tôi phải tham gia tại vì là không ai thay thế được tôi chẳng hạn. Nhưng mà có nghĩa là trong buổi tập những người thầy của mình quan sát, à, ông này trông uể oải, ông này trông không hưng phấn, thế thì chắc chắn là ông này không thể đáp ứng được cái nhiệm vụ mà của huấn luyện giao và để đem lại được sự chắc chắn cho đội bóng rồi, thì rõ ràng huấn luyện không xếp tôi đá trận đấu đấy nữa. Thì đấy là cái mình muốn nói đây ấy, là mình chỉ cần hiểu điều là gì, trước của đội tuyển Việt Nam mạnh như vậy, hàng tiền vệ của họ mạnh như vậy, thì đội tuyển Việt Nam chúng ta nên chơi thế nào, chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh và tìm cơ hội, và những con người tập trung ở khu giữa là cần những yếu tố gì. Còn chúng ta không nói về những cái tên, tại vì những cái tên thì quanh quẩn lại chúng ta nhìn thấy rồi, đúng không? Rồi là Quang Hải, rồi Hoàng Đức, rồi Phan Văn Đức, rồi là Minh Vương. Minh Vương thì nếu mà nói đến Minh Vương ấy, thì nói thật ra để mà đối đầu Thái Minh Vương không đối được, đâu. Tại vì cầu thủ đó đá phong cách nó rất nhẹ nhàng, rất thư sinh và có một chút gì đó nó nghệ sĩ thì cũng có. Nghệ sĩ thì không thể nghệ sĩ trong Tuấn Anh được đâu, đúng không? Nhưng mà nói về tất cả mọi mặt để so Tuấn Anh thì không so được. Nhưng mà đến Tuấn Anh còn không đủ đá đủ được 90 phút thì Minh Vương không thể vào làm chủ khu giữ được. Thì cái mà phương án mà như anh có gợi ý, anh chia sẻ đấy chẳng hạn là Đức Huy, thì Đức Huy có thể là trận đấu tới là sẽ được tận dụng đấy. Tận dụng theo cái cách nào? Tận dụng theo cách là gì? Vào để kèm phá, đeo vào phá để đốt thể lực của hàng tiền vệ đối phương, hoặc là anh ta sẽ muốn nhiệm vụ là 1-1 với cả Charatip để gây sự khó khăn cho cái ngòi nổ của đội tuyển Thái. Và anh ta sẽ chơi quyết liệt trong 100 phút đầu tiên chẳng hạn như vậy, để làm gì? Để phá đi cái việc mà triển khai cái ngòi nổ của đội tuyển Thái. Sau đó hiệp 2 Đỗ Quang cũng sẽ thay vào là có thể là Tuấn Anh, Xuân Trường vào để tiếp tục kèm và phá cái cầu thủ nguy hiểm của đội tuyển Thái này. Và đương nhiên là khi hai đội tuyển Thái nó cũng phải xuống thể lực chứ không phải là không xuống, thì cái sự phát huy của Tuấn Anh hoặc là Xuân Trường nó sẽ được tốt hơn. Chứ còn nếu để Tuấn Anh, Xuân Trường mà đá từ đầu chẳng hạn vậy thì nó sẽ rất khó khăn cho hai cầu thủ này. Cũng chưa trận nào là gần đây là ứng dụng cả hai cùng xuất phát. Thực sự ra nếu mà nói về góc độ chuyên môn ấy, sử dụng Tuấn Anh, Xuân Trường cùng một thời điểm ấy, là không hợp lý. Tại vì sao? Chúng ta hình dung là trong một dàn nhạc ấy, nó phải có đàn, có trống, có vị cầm, có guitar, có violon chẳng hạn, thế thì nó mới ra một bản nhạc được. Thì trong đội bóng ấy, các vị trí nó cũng vậy thôi, đúng là có thủ môn thì xong có hàng tiền vệ, rồi hàng hậu vệ, rồi hàng tiền đạo, nhưng lại trong hàng hậu vệ nó phải phân ra, ví dụ như là hai trung vệ xong hậu biên thì nó mới ra được một cái đội bóng. Thì Tuấn Anh và Xuân Trường không thể xếp cùng nhau được, tại vì hai cầu thủ đó cũng đá na ná giống nhau. Hai cầu thủ đó không phải hai cầu thủ đánh chặn, không có đánh chặn. Hai cầu thủ đó không phải hai cầu thủ đó thiên hướng là tấn công và kiểm soát bóng thôi, còn đánh chặn phải như cầu Đức Huy. Đức Huy mới là cầu thủ đánh chặn và một cầu thủ đánh chặn cực tốt, nhưng mà ngoài đánh chặn ra cầu thủ đó còn phát triển tấn công được, đấy chính là Hồng Dũng. Nhưng mà không may thì Hồng Dũng chấn thương mất rồi, đúng không? Thì cái chuyện nhưng mà Hồng Dũng cũng chỉ ngang với cả Tuấn Anh với Xuân Trường thôi, cũng không thể hơn được. Nhưng mà do cái lối chơi và xếp đội hình và để phục vụ cái mục đích trận đấu đó thì có thể Hồng Dũng là phù hợp thôi, chứ chưa chắc Hồng Dũng đã hơn được Đức Huy, chưa chắc đã hơn đâu. Nhưng mà với cái ý tưởng mà có các ông đặt ra thì có thể Hồng Dũng cũng phù hợp, chứ chưa chắc Hồng Dũng đã hay hơn đâu, đúng không? Nhưng mà đấy thì chúng ta nhìn thấy cái vấn đề là ở chỗ đấy thôi, thì còn lại phần còn lại thì phải chờ mà, đúng không? Nhưng còn Hà Nội một trận đấu cụ thể thì trong trận đấu ngày mai như Bình Luận Cân hoặc hàng chúng được gặp thì theo anh là đâu là những điểm nóng đáng chú ý nhất của trận đấu sắp tới? Tôi nghĩ rằng để nói về điểm nóng thì chúng ta phải nhìn ngay vào cái lực lượng của Thái Lan. Thì chúng ta đã quá hiểu đội tuyển. Ở bên cánh trái thì tôi đang ấn tượng với cả Thitathong Bunmathan. Đó là một người mà tôi nghĩ rằng anh ấy được thi đấu tại Nhật Bản trong màu áo của Yokohama Marinos. Anh ấy có được những cái cách chơi nó khá là hiện đại
mà tôi cũng thấy là ông Pon Kim, huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Thái Lan, là người cũng đang có những cái áp dụng khá là thời thượng. Đấy là việc là Thiraphong Bunmathan, là tôi có xem thì thấy nhiều trận đấu là anh ấy băng vào giữa, đá khu vực hành lang trong, đá như một tiền vệ. Nói như anh Dũng là trong cái trận đấu cụ thể này, họ chắc chắn là sẽ gia tăng cái số lượng nhân sự ở khu vực giữa sân, nó sẽ là một cái điểm nóng. Thì tôi thấy đó sẽ là điểm nóng với khả năng chơi của Bunmathan này. Mà hao hao, chúng ta hay xem bóng đá quốc tế, chúng ta thể ví von là Thái Lan họ cũng học ông Pep Guardiola là Bunmathan, Thiraphong cũng nhập vào giữa đá như một tiền vệ và để gia tăng cái số lượng nhân sự ở khu vực giữa sân. Họ chơi như thế với cái số lượng nhân sự đông như vậy thì họ mới có thể chơi áp đặt được như là trong những trận đấu tại vòng bảng. Nên tôi nghĩ rằng cái khu vực giữa sân nó sẽ là cái điểm nóng đầu tiên, và tôi nghĩ là như anh Dũng đã nói, chúng ta sẽ phải gia tăng số lượng nhân sự này, chúng ta sẽ phải thêm những cầu thủ có khả năng tranh chấp, thì tôi nghĩ rằng đó sẽ là điểm nóng nhất và nó sẽ là một cái điểm mà có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Còn về mặt cá nhân thì tôi nghĩ là cái bộ đôi trung vệ của Thái Lan, tôi cũng không nhớ rõ tên lắm, nhưng họ là những người có cái chiều cao, Ristada, Kaman với cả họ có chiều cao. Tôi có theo xem thấy thông tin là họ to lớn, toàn cao 1m9 mấy. Nhập tịch Đức. Thì tôi nghĩ rằng là cũng sẽ hơi khó cho Tiến Linh. Lúc đó thì tôi lại kỳ vọng vào cái chân trái cũng chưa chắc là Tiến Linh được đá thôi mà. Đúng không? Em nghĩ là em sẽ kỳ vọng vào cái người có khả năng tạo ra sức bùng nổ như là Quang Hạn hay là Công Phượng. Thì em nghĩ rằng đó sẽ là những điểm nóng, và cái mà em thấy quan trọng nhất là như anh Dũng cũng như là chúng ta đã nói rồi, nó sẽ là cái khu vực giữa sân. Bởi vì một cái trận đấu mà họ có những cái phương án cụ thể rất là hiện đại, với việc bố trí một hậu vệ cánh trái có thể thi đấu tốt giống như trường hợp của Cancelo ở Man City, thì em nghĩ là nó sẽ là một cái mà chúng ta sẽ phải lưu tâm rất nhiều. Và từ đầu mùa giải đến giờ em nghĩ em cũng thấy chúng ta chỉ thi đấu là đưa bóng khá nhiều ra biên. Thực ra nếu như mà chúng ta xem xuyên suốt cái vòng bảng mà đội tuyển Thái Lan đã, thì chúng ta thấy một cái đặc điểm như này, đội tuyển Thái họ chủ động theo chơi theo cái ý đồ của họ, họ chủ động tự thay đổi cái cục diện trận đấu, tự thay đổi các cái tình huống tấn công. Tức là có nghĩa là chúng ta biết, nhìn ở phía ngoài sân cỏ ấy, là ví dụ ông Poking ấy, ông ấy chỉ một mình ông ra thôi, và ông cũng chỉ ra những cái chỉ đạo bằng hình thức là bằng tay thôi, hoặc là một cái sự động viên hô hét thì thôi, chứ không có sự chỉ đạo cụ thể. Nhưng mà ý tôi muốn nói đây là cái cá nhân các cầu thủ của Thái, tại sao tôi hay đặt vấn đề con người lên, rồi chứ thật không quan trọng, các cá nhân của cầu thủ Thái khi họ đối đầu với đối thủ nặng vậy, đầu tiên có thể là họ pressing, họ đá dồn dập 10-15 phút đầu, sau đấy họ không thấy nó có cái hiệu quả, sẵn sàng họ lùi về và họ nhường thế trận để họ lôi kéo đối phương lên, xong đổ tìm cái hở để họ lại bắt đầu là tăng tốc vào những cái sơ hở của đối phương ngay. Thì cái đấy thì chúng ta mới thấy là cái mà đội tuyển Thái nhìn cái phần còn lại chính là các cầu thủ của họ, họ tự biết cách thay đổi bản thân, thay đổi chiến thuật theo đối phương và họ áp đặt lối chơi đó luôn. Đấy mới chính là cái đáng lo cho đội tuyển Việt Nam. Thì ngược lại chúng ta nhìn thấy ở phía đội tuyển Việt Nam đá với Indo chẳng hạn vậy, chúng ta thấy không nào, khi chúng ta hòa, đương nhiên về phía huấn luyện viên đội Indo ấy, ông ấy hiểu ông Park, ông ấy biết cái bài Việt Nam người ta đá thủ. Nhưng mà nếu như gặp đội tuyển Thái Lan ấy, tôi tin chắc rằng đội tuyển Thái Lan không đá dồn ép cả 90 phút như chúng ta, họ sẽ lùi về, họ sẽ kiểm soát bóng và họ sẽ dùng cái biện pháp tức là gì, mời gọi đối phương lên, và khi đối phương mải mê tấn công ấy, thì sẽ đương nhiên sẽ tạo ra kẽ hở. Và đội tuyển Thái chuyển, tôi đã nói là chuyển từ thế thủ thế công rất nhanh, tại vì họ có con người để họ là gì, thí dụ như họ tiếp bóng, họ chuyển ngay tiền vệ, hoặc là họ bản thân họ chuyển dài, đặc biệt là cái cầu thủ hậu viên số 3 và bên kia bên phía phải ấy, là cầu thủ số 15 ấy, họ lên cực nhanh luôn. Đấy, chính hai hậu viên của họ là họ tạo ra cái sức ép chuyển thế thủ thế công rất nhanh. Nếu như mà chúng ta mà mắc lừa được tuyển Thái, đương nhiên ấy, chúng ta thủ mãi họ chưa được chẳng hạn, họ cũng sẽ làm cái động tác tức là gì để chúng ta lên, và chúng ta cảm thấy như là bắt đầu đội tuyển Thái đổ xuống rồi, hoặc là khán giả nhìn thấy bắt đầu là Thái Lan đổ chứng lại, bắt đầu là lo ngại là lùi về rồi, thì đấy chính là cái bài để ra. Và chúng với cá nhân tôi là một cầu thủ và tôi đã từng đối đầu với Thái Lan, tôi hiểu cái cách chơi của Thái Lan lắm, đấy mới chính là điều chúng ta lo lắng, chứ không phải chúng ta lo lắng là khi nhìn thấy là đội tuyển Thái Lan sẽ dồn ép chúng ta kịch liệt, rồi đấy chúng ta một cách tức là nghe thở,
Nhưng mà chính lúc mà chúng ta cầm bóng và chúng ta lên cơm, đấy mới chính là lúc tôi lo nhất. Chứ còn nữa, khi mà chúng ta bị dồn ép nhiều ấy, thì lúc nào chúng ta thế thủ, chúng ta không lo. Nhưng mà khi chúng ta được đội bạn thả lỏng và chúng ta được giành lại cái thế, là gọi là thế công một chút ấy, thì đấy chính là cái lúc mà chúng ta hay mắc sai lầm nhất. Sai lầm nhất thì là chúng ta sẽ để rất nhiều khoảng trống và kẽ hở. Đấy mới là cái điều đáng lo. Thì là cái câu chuyện ông Phương Kinh phát biểu sáng nay, muốn nói tiếp về cái chuyện mà cầu thủ của Việt Nam của mình có thời gian tập trung nhiều hơn với nhau, đá với nhau nhiều hơn nhờ cái vĩ hoãn. Ông Phương Kinh coi đấy là một lợi thế đội tuyển Việt Nam, thì mình đội bên Hoàng Hải thấy nào? Tôi nghĩ là chúng ta nhìn vào một cái thời gian tập trung, đó là cái điều tốt. Đó là điều tốt của chúng ta. Chúng ta tập trung, nếu tôi nhớ không nhầm là từ quãng đầu tháng 6 cho đến hiện tại, cũng tất nhiên là cũng có những vài quãng nghỉ. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là từ cái vòng loại 2 này, vòng loại 3 này, vài ngày thôi, chúng ta lại tập trung trở lại và lại đến với AFF Cup. Đó là lợi thế. Chúng ta có khá nhiều tháng các cầu thủ vẫn quen với cảm giác bóng, được chơi cùng nhau khá nhiều những trận đấu. Nhưng đôi khi là với cá nhân tôi thì tôi lại thấy được rằng nó là có, nó là một vấn đề hai mặt. Đầu tiên là tôi sợ. Tôi nghĩ rằng với một người mà thi đấu thể thao chuyên nghiệp thì cao vậy, sẽ đến một thời điểm nào đó tôi sợ là họ sẽ có cảm giác hơi chán, chán bóng đá, sợ bóng đá. Nếu cứ phải thi đấu dài ngày như vậy và tập trung liên tục như vậy, chúng ta làm gì thì chúng ta cũng phải cần có một cái quãng để gọi là lấy lại thăng bằng. Như là chúng ta ví dụ là bây giờ là như tôi là một bình luận viên, hay những người anh em ở đây là nhà báo, những cây viết, thì chúng ta cũng cần cái quãng để gọi là refresh lại bản thân, làm mới lại bản thân, tái tạo lại năng lượng. Thì tôi sợ rằng cái vấn đề đó nó lại là trở thành cái mặt mà nó không thực sự ổn. Nếu như chúng ta nói là như ông Paul King, là tôi nghĩ là hai vấn đề. Còn cái phát biểu của huấn luyện viên Paul King thì tôi nghĩ rằng nó cũng giống như là đãi bôi, tôi phải dùng cái từ là như vậy, nó chỉ là như là đãi bôi thôi. Người ta phải có những cái để người ta khen ngợi chúng ta, khen ngợi đối thủ ấy. Xong rồi họ lại nói những cái vấn đề đó nó rất là chung rồi, ai cũng thấy được. Thế là tôi nghĩ là một lần nữa tôi muốn nhắc lại, hãy tập trung vào trận đấu, đó là một trận đấu. Okay. Vừa rồi ta nói về hai cánh của đội tuyển Thái Lan rất mạnh, anh Dũng phân tích nhiều. Trong khi hai cánh của ta, thứ nhất là không có lực lượng mạnh nhất, cái yếu tố chấn thương thì khách quan rồi. Nhưng mà kể Văn Thanh, Hồng Duy thì anh thấy là ở trận đầu tới, huấn luyện viên Park Hang-seo nên bố trí con người nào hai cánh để mình có thể chịu được cái sức nặng tấn công, sức ép của Thái Lan. Hai cánh của Thái Lan thì từ xưa đến giờ luôn luôn là cái điểm mạnh của đội tuyển Thái mà. Thì chính vì vậy mà tôi nói là các cái vị trí hậu biên của đội tuyển chúng ta bây giờ không phải kém. Chúng ta không thể nói rằng là chúng ta không có văn hậu là kém được cả, mà hàng hậu vệ hai hậu biên của chúng ta là bị khuyết được cả. Không phải, tôi cho rằng là Hồng Duy này, Văn Thanh này, Tấn Tài này, đấy chẳng hạn như vậy, các cầu thủ đó tốt. Nhưng chỉ có một điều là khi chúng ta nhìn lại bên phía bên kia đội tuyển Thái thì rõ ràng hai hậu biên của họ ấy là tốt hơn hai hậu biên của chúng ta. Nếu như có văn hậu ấy thì đôi khi văn hậu cũng chưa chắc đã lên dám công đâu. Tại vì sao? Tại vì chúng ta phải nhìn như này này. Chúng ta gặp đối thủ đó và chúng ta có cơ hội để cầm bóng để chúng ta phát triển tấn công hay không, để cho hai hậu biên còn được lên tham gia. Mà vấn đề bây giờ chúng ta đang còn phải co về, chúng ta phòng thủ. Thì lấy đâu có cơ hội mà để cho hai hậu biên mà lên tham gia tấn công. Thì có nghĩa là hai hậu biên của chúng ta là phải đối đầu với hai hậu biên của họ. Chính vì vậy ấy, mà tôi muốn nói đây là chúng ta phải thực sự tỉnh táo. Thực sự tỉnh táo. Còn nếu như đội tuyển Thái Lan, và đặc biệt chúng ta nhìn thấy hai hậu biên của đội tuyển Thái Lan ấy, họ tấn công rất tốt, họ triển khai tấn công hai biên cực kỳ ổn định. Nếu như họ lùi về để cho chúng ta tấn công và hai hậu biên chúng ta được tham gia tấn công ấy, thì đấy chính là sau lưng của hai hậu biên của chúng ta, đấy chính là cái mà họ đang cần. Và đấy chính là cái điều mà chúng ta phải thực sự thận trọng. Đấy, như thế chúng ta đã nhìn thấy rồi, rất nhiều trận đấu ở vòng bảng đội tuyển Thái Lan hậu biên của họ lên sát tận vạch vôi, xong họ tạt ngược lên cho tuyến hai, thì chúng ta thấy rằng là cái việc ấy, một quãng đường dài như vậy mà hai hậu biên của họ lên như vậy mà vẫn đảm bảo được vấn đề phòng ngự, thì các bạn hiểu là cái nền tảng thể lực của hai hậu biên này nó tốt như thế nào, của đội tuyển Thái Lan tốt như thế nào, và cái nhãn quan chiến thuật của họ ấy, chuẩn như nào. Họ lên họ không tạt vào theo cái cách tức là gì, cứ giống đội tuyển Việt Nam thì là xuống biên là bóng tạt vào để cho ở trong, muốn tranh nào tranh, và họ luôn luôn tạt bóng hoặc là nhả ngược bóng về, nó đều có ý đồ như một cầu thủ tiền vệ, chứ không mình không hình dung đấy là hai hậu viên nữa. Và theo như mình hiểu nữa là cứ hậu vệ là chỉ có phá lên trong tạt bóng hết nhiệm vụ chạy về, nhưng không, chúng ta thấy hai hậu viên của đội tuyển Thái Lan ấy họ hay là gì, đôi khi
họ còn thu vào trong, họ đẩy thành hai tiền vệ trụ. Nhưng mà ngược lại, hai tiền vệ biên của họ cũng cực hay nữa. Họ về họ chám vào vị trí đấy ngay. Đúng, cái đó. Họ chám vị trí ngay, tức là họ luân chuyển vị trí trên sân một cách cực kỳ hài hòa. Chính vì vậy mà khi mà hai bộ viên của đội Thái Lan ấy, bản thân họ đã mạnh, đã hay rồi. Nhưng mà khi họ lên tấn công ấy, họ yên tâm là có các vị trí khác đã chám vị trí họ rồi. Nhưng mà khi họ quay về quãng đường nhé, chúng ta để ý nhé, rất ngắn. Hoán đổi rất ngắn. Đúng không? Còn đâu là Văn Thanh và Hồng Duy hay là Tuấn Tài mình ấy, khi lên hai bên tấn công thì khi trở về là các em, các cháu nó phải về cả quãng đường dài 6-7 mét. Nhưng mà chúng ta hình dung nhé, đây là nói về góc độ chiến thuật, thì chúng ta sẽ thấy hình dung như này. Hai hậu viên của Thái Lan khi lên tấn công chẳng như vậy, nhưng khi họ về thì họ sẽ về nửa sân chỗ vạch vôi thôi. Tại vì từ vạch vôi là khu vực tiền vệ, thì hai tiền vệ họ đã về đứng ở kia rồi. Thế nên cái đoạn về nó rất ngắn đấy mà. Mình tưởng, đôi khi mình lầm tưởng là đoạn đường họ rất dài. Nhưng mà cái chính vì cái sự thay đổi sơ đồ chiến thuật của từng cá nhân cầu thủ và chiến thuật cá nhân của từng cầu thủ Thái, họ quá tốt. Thế đâm ra là ít tạo kẽ hở. Chính vì vậy mà khi gặp tuyển Việt Nam ấy, chúng ta đừng nghĩ rằng là họ sẽ đạt theo cách đấy. Hiểu không? Tại vì họ biết rằng là hai hậu biên của chúng ta ấy, không đủ nền tảng thể lực để làm việc đấy đâu. Thì chúng ta, nếu như chúng ta mà không tôn trọng và chúng ta cứ luôn luôn nghĩ rằng là đội bạn nhường chúng ta đấy và chúng ta cứ công lên đi và chúng ta sẽ đá đôi công với họ, chẳng như vậy là chúng ta sẽ thua rất đau, thua rất đậm và vỡ trận lúc nào không biết. Đấy mới là cái đáng nói đấy. Trận tới sẽ có những cái điểm nóng mà người hâm mộ rất chờ đợi, những cuộc đối đầu. Anh Hoàng Hải, anh dự kiến những cái cuộc đối đầu so tài, so kè trên sân thực sự nóng, những cái tên tuổi giữa hai chiến tuyến quyết định đến phần nào cục diện trận đấu. Em nghĩ rồi, chúng ta như em đã nói ở phần trên thì cái điểm nóng khu vực giữa sân. Còn về tính về những cuộc đối đầu gọi là cái tên cụ thể thì chúng ta đều sẽ phải nhìn đến vị trí của Chan Atip và Quang Hải. Thì chúng ta cũng thấy là xu thế tại cái AFF Cup này là Quang Hải lùi sâu và đá lên tiền vệ. Thì sẽ có những cuộc đối đầu tay đôi giữa Quang Hải và Chan Atip. Hay là chúng ta, em cũng đang chờ đợi ở cuộc đối đầu với ở cánh phải giữa Văn Thanh và Thirafong. Văn Thanh em nghĩ là sẽ được sử dụng vì anh ấy khỏe. Văn Thanh cái nền tảng thể lực của Văn Thanh nó sẽ ổn và sẽ đối đầu với Thirafong khá nhiều. Và đi kèm với đó, như anh Dũng đã nói, em cũng đã phân tích ở phần đầu, là Thirafong sẽ có những cái tình huống mà anh ấy xâm nhập vào khu vực giữa sân. Thì lúc đó chúng ta sẽ được thấy cuộc đối đầu tay đôi giữa Thirafong và Hoàng Đức chẳng hạn. Và tất nhiên phải là kể đến cuộc đối đầu giữa Hoàng và Đăng Đa này, Suvachai với Quang Hải, với Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh. Đó thì em nghĩ là những cái, tại vì thật ra cái mặt bằng Đông Nam Á này thì Thái Lan và Việt Nam đang là những hai cái đội tuyển mà có lẽ có những cái tên tuổi mà dễ nhắc đến nhất. Thì em nghĩ là những cái cuộc đối đầu tay đôi đó nó sẽ là đáng chú ý. Còn một lần nữa em vẫn muốn gọi là nói nhắc lại cái quan điểm của em về việc là nói về cái tên cụ thể thì nó phải đến trận đấu đó chúng ta mới thấy được. Không, kể cả bóng đá quốc tế mình free mà. Preview cho nên mình phải dự đoán. Độc giả thích những sự dự đoán này, anh em dự đoán. Em sẽ nghĩ rằng là đầu tiên là Quang Hải và Chan Atip. Thứ hai nữa là em muốn xem hàng tiền vệ của chúng ta và Văn Thanh đối đầu với Thirafong. Em rất thích Thirafong, em ấn tượng với Thirafong Bùn Văn Thanh vì một người mà em nghĩ là có một cái phong cách đá hiện đại, và anh ấy là một trong những cầu thủ mà phản ánh rõ nhất cái lối chơi, cái sự nguy hiểm trong lối chơi của Thái Lan mà như anh Dũng đã nói, đó là các cầu thủ của họ có chiến thuật cá nhân được định hình một cách rõ rệt và nó tạo ra một cái chiến thuật cho ông Manuel Poulkin. Thì em nghĩ rằng cái cuộc đối đầu tâm điểm này sẽ là giữa Văn Thanh với Thirafong, và Văn Thanh phải có được sự hỗ trợ của những người xung quanh như là những tiền vệ của chúng ta. Họ sẽ phải hơi để ý đến hai cá nhân chính như là Hoàng Đức này, như là Tuấn Anh này, hay là thậm chí là cả Đức Huy sẽ phải để ý đến hỗ trợ cho hai hậu vệ biên. Mình hình dung chút về thế trận này anh Dũng, mình phân tích từ đầu đến cuối rất là dài rồi, gần một tiếng anh Dũng ạ. Mình hình dung chút về thế trận, ví dụ hiệp 1 anh tưởng tượng một thế trận nhỉ. Mình hình dung luôn cả trận đi. Cả trận luôn. Mình hình dung cả trận. Từng hiệp. Anh... Thực sự ra thì đối đầu với cả với Thái Lan ấy, thì chúng ta đều thừa hiểu được họ rất mạnh và họ đang có sự ổn định. Và họ đang lấy lại tất cả những cái mà chúng ta đã nhìn thấy trước đây. Chính vì vậy mà với cái lối chơi và cái cách vận hành cũng như là cái tâm lý cũng như là cái cách thể hiện các cầu thủ chúng ta bây giờ, thì tôi cho rằng là
nếu mà chúng ta sẽ mơ tưởng được là một trận đấu phải nói là cực kỳ vất vả cho đội tuyển Việt Nam. Tôi nói từ vất vả, tức là chúng ta không dễ dàng để mà có thể là triển khai chơi theo ý của chúng ta đâu. Nếu như mà chúng ta muốn có một cái lợi thế ở lượt đi thì chúng ta chấp nhận là chúng ta cửa dưới. Để chúng ta, mình không nói cầu hòa, mà mình phải chơi theo cái nó phải có bài bản một chút. Có nghĩa là khi chúng ta chưa thắng được thì chúng ta không được phép thua. Và nếu như không muốn thua sớm ý, thì chúng ta phải cực kỳ chắc chắn và thận trọng. Và đôi khi chúng ta phải thực sự là tỉnh táo thì chúng ta mới đọc được trận đấu. Và khi đọc được trận đấu rồi thì chúng ta mới có những cái biện pháp để cho khắc chế đối phương được. Và để tạo ra cái trận nó ổn định cho chúng ta trước đã. Chứ còn nếu như chúng ta mà cứ chơi theo một cái cách hồn nhiên, hoặc là chúng ta chơi theo một cái cách tức là ta là nhà đương kim vô địch đây, chẳng hạn như vậy, thì khi mà chúng ta cái khát khao nó càng lớn bao nhiêu ấy, thì đôi khi chúng ta bị thất vọng ấy, thì đôi khi nó sẽ bị xuống nhanh bấy nhiêu và nó lên gấp đôi, đúng không nào? Thì chúng ta hay dùng cái từ trong bóng đá nó là vỡ trận. Nếu như mà đội tuyển Việt Nam mà bị chọc thủng lưới sớm nhé, mà vẫn không đủ bình tĩnh và kiên nhẫn mà lại muốn lên gỡ thì chắc chắn tôi cho là vỡ trận, cực kỳ vất vả xuyên suốt 90 phút. Thì chúng ta luôn luôn phải cố gắng để gỡ đấy, xong rồi lại còn phải để bảo toàn nó nữa, xong rồi nếu mà để tìm cơ hội, xong rồi để còn giành lợi thế nữa thì thực sự là vất vả lắm, không nên để chuyện đó xảy ra đấy. Còn đâu là chúng ta hiểu rồi về cái điều lệ của giải, chúng ta còn một trận bán kết lượt về cơ mà. Thì chính vì vậy là nếu như không may chúng ta có một sự bất lợi nào ở lượt đi, chúng ta vẫn còn cơ hội để làm lại, để nhìn lại mình, để mà giành được cái lợi thế ở trận đấu tiếp theo mà. Thế thì chúng ta phải đánh giá được rằng là thực lực thời điểm này đội tuyển Thái nhìn theo chúng ta, và chúng ta phải là người khán giả công tâm, như vậy chúng ta mới là yêu đội tuyển. Chứ nếu như ở Việt Nam chúng ta cứ tung hô, xong rồi trên trang cá nhân, trên Facebook, trên TikTok, chúng ta luôn luôn đưa đội tuyển Việt Nam, chúng ta là ông vua Đông Nam Á rồi, chúng ta đang đỉnh Đông Nam Á rồi ấy, chắc chắn là các cầu thủ ở trong các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, các cháu đó cũng là theo dõi Facebook cá nhân của tôi rất nhiều. Đây là những sự chia sẻ một cách rất chân thành, và cũng thật sự là cũng đôi khi thay lời muốn nói đến các cháu, động viên các cháu để các cháu nó bình tâm lại. Chứ còn nếu mà tôi cũng tôn vinh các cháu lên rồi ca ngợi các cháu, đẩy các cháu lên trên mây chẳng hạn như thế, trước đội tuyển Thái Lan nó hùng mạnh như này ấy, thì thực sự ra được lòng khán giả đấy. Và đôi khi các cháu cảm thấy vui vì ông chú mình cũng có những cái chia sẻ nó mang tính là đôi khi nó hơi nịnh tí, nhưng mà thực sự ra như thế chỉ làm hại các cháu thôi. Và đôi khi khán giả mình ý, là kỳ vọng và đây là một đối thủ mà coi như là đối trọng của đội tuyển Việt Nam chẳng vậy, một đối trọng rất lớn, một đối thủ rất lớn của Việt Nam, mà chúng ta đủ tầm rồi. Nhưng mà nếu như chúng ta gặp bất lợi nhá, thì cái người thất vọng và người quay lưng lại với cả các cháu đội tuyển Việt Nam bây giờ, tôi đảm bảo cũng không ít trong số những khán giả người hâm mộ đâu. Thế chính vì vậy mà chúng ta phải thực sự là khách quan và công tâm một chút, để vừa là sự động viên nhưng vừa cũng dặn dò luôn các cháu hoặc đội trong đội tuyển mình là phải thật trọng, đúng không nào? Còn đâu cái việc mà cụ thể trên sân của hình như nào là như nào thì việc của huấn luyện viên chúng ta không thể bàn về, là chúng ta phải chơi đấu chơi nào được, và việc của ông Bắc. Cái trận King Cup thì mình có bàn thắng phút bù giờ cuối cùng, Anh Đức đánh đầu, Xuân Trường chuyền bóng từ phạt góc. Trận tới thì Bình Luân Minh Hoài, anh có chờ đợi một tình huống cố định nào đó hay một miếng đánh nào để chúng ta có thể xuyên thủng hàng thủ Thái Lan? Cái hy vọng người Việt Nam. Em nghĩ rằng là em không dám nghĩ về trận lượt về, em nghĩ nhiều trận bán kết lượt đi. Như anh Dũng đã nói rồi, hay là em nghĩ rằng ở ngoài kia có rất nhiều người sẽ đồng ý với em. Đó là một trận đấu mà chúng ta sẽ nhập cuộc phải là thực sự thận trọng. Anh Dũng có nói đến việc là phải có những cái lời gọi là gửi gắm cho các cháu. Em chỉ là một cổ động viên thôi. Em nghĩ rằng là hy vọng các cầu thủ sẽ giữ vững đôi chân của mình trên mặt đất. Chúng ta sẽ nhập cuộc với một thế cờ sới. Chúng ta sẽ chờ đợi những cơ hội cho dù là nhỏ nhất để có thể ghi bàn trước Thái Lan. Thì em nghĩ rằng trong bóng đá thì những tình huống cố định nó cũng hoàn toàn có thể mang đến những lời giải. Chúng ta đang chờ đợi vào những kịch bản như vậy. Ngay cả những trận đấu tại vòng loại 2 hay ở vòng loại 3, chúng ta có bàn thắng cũng có những tình huống đến, những bàn thắng đến từ những tình huống cố định. Nên là em nghĩ là với Thái Lan thì chúng ta vẫn có thể kỳ vọng đâu đó sẽ là một quả đá phạt góc của Quang Hải, rồi sau đó sẽ là Bùi Tiến Dũng đi bàn thì sao, hay là
một cái quả đá phạt trực tiếp đến từ đôi chân của Tuấn Anh, từ Quang Hải hay là từ Hoàng Đức, nó chỉ là một cái tình huống dù là nhỏ nhất thì sau những lộn xộn có một người chớp được cơ hội, đó là cái điều mà em nghĩ là chúng ta rất hy vọng là nó sẽ xảy ra. Chứ còn để mà nói là sẽ tái thân lập lại kịch bản của Tuấn Anh cùng với cả anh Đức thì của Xuân Trường thì hy vọng thôi. Vâng, đây là em hy vọng. Còn tất nhiên thôi, là một fan của em, là một fan của Quang Hải, em phải thứ nhất là như vậy. Em sẽ cũng kỳ vọng là bạn ấy sẽ có một quả đá phạt trực tiếp ghi bàn, nó cũng có thể là hoàn toàn tạo ra được cái sự khác biệt. Và lúc đó là những cái trận đấu mà các anh hiểu biết là ngang cơ như thế này, chúng ta phải chờ một cái gì đó nó bất ngờ, nó tạo ra sự bùng nổ nó xảy ra, thì em nghĩ rằng hy vọng là Quang Hải sẽ có một quả đá phạt cố định ghi bàn. Chúng ta đều đợi đây là đội tuyển Thái Lan rất mạnh, nhưng theo anh Dũng thì là theo quan điểm của anh, trong bốn trận đấu của họ thì họ có điểm yếu nào không để chúng ta triển khai thác? Điểm yếu nhất của tuyển Thái Lan bây giờ theo đánh giá của tôi ấy, thì cái điểm yếu lớn nhất ấy, là chính cái sự chủ quan. Nếu như đội tuyển Thái gặp chúng ta, rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là bốn trận đồng bảng của họ là họ gần như là tuyệt đối rồi, và thấy một cái sự ổn định cũng như là cái sức mạnh của toàn đội rồi. Các tuyến của họ đều rất đồng đều và các cá nhân họ đều rất xuất sắc. Nhưng mà cái điểm yếu duy nhất của đội tuyển Thái Lan khi đối đầu Việt Nam ở trận đấu tới này thì tôi cho rằng là chính là sự chủ quan. Nếu như từ hậu vệ cho đến tiền vệ cho đến tiền đạo họ, nếu như có sự chủ quan ấy, thì họ sẽ mất đi cái tính chính xác của mình. Các hậu vệ chủ quan ấy, thì rõ ràng là gì? Nếu như mà hai hậu viên của họ mà cứ mải mê tấn công này, rồi cứ cầm quả bóng xong rồi là coi thường tiền đạo của Việt Nam chẳng hạn đấy, cứ quanh quẩn ở phía cầu môn mình ấy, thì chúng ta có phải là không có cái tiền đạo hay đâu. Công phương nào chớp, các cầu thủ chúng ta là những cầu thủ xuất sắc, nhưng có thể thời điểm này có thể là họ nhỉnh hơn thôi, nhưng các tuyển thủ chúng ta xuất sắc mà. Nếu như họ chủ quan ở hàng vệ thì sẽ dẫn đến cái tai hại cho họ. Hàng tiền vệ của họ nếu chủ quan, à coi thường hàng tiền vệ chúng ta, thì họ sẽ truyền quả bóng nó sai số nó lớn, và chính là cũng là một cái điều mà nó lợi cho đội tuyển Việt Nam. Hoặc là trên tiền đạo, ví dụ Đăng Đa nghĩ rằng là à, với một hàng phòng thủ này ta có thể dễ dàng ta đào bóng vào lưới một chạm chẳng hạn như vậy. Như chúng ta thấy là Đăng Đa trình độ đa rồi, nhưng mà thí dụ như là hôm đấy mà anh chủ quan thôi, nhưng mà các cầu thủ chúng ta chơi tập trung thì rõ ràng là vô hiệu hóa được anh ta thôi. Thì sự chủ quan là cái yếu tố mà bất cứ đối thủ nào cũng đều có thể thất bại, chứ không đối thủ yếu. Chính vậy mà cái điểm tôi chỉ nhìn thấy là nếu như đội tuyển Thái Lan họ chơi tập trung, tôi không muốn chia sẻ ra, nhưng mà thực sự là cực kỳ khó khăn và vất vả cho đội tuyển Việt Nam đấy. À, chúng ta đã trải qua hơn một tiếng trao đổi nhìn lại cái trận đấu sắp tới giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở bán kết, cũng như cái hành trình vòng bảng đội tuyển Việt Nam. Bây giờ xin hai vị trên người chúng ta cùng làm một cái công việc mà chúng ta cũng cần phải làm sau một cái review. Anh Hoàng Hải, anh dự đoán nào về tỷ số trận đấu bán kết lượt đi? Như em đã nói, em sẽ không dự đoán kết quả trận đấu bán kết lượt về. Em muốn là sau trận bán kết lượt đi chúng ta có những cái nhìn cụ thể hơn. Tôi đang bảo bán kết lượt đi. Bán kết lượt đi thì đấy, em xin phép được nói tiếp là em sẽ dự đoán kết quả là 1-1. Hy vọng là chúng ta có thể có được bàn thắng. Và một kết quả hòa trận lượt đi là có thể giúp được chúng ta tính được nhiều phương án hơn ở trận lượt về. Anh Dũng ạ? Sẽ rất khó khăn đấy. Sẽ rất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng mà tôi không dự đoán, nhưng mà tôi mong một tỷ số nó thuận lợi. Nếu như chúng ta giữ vững được niềm tin và giữ vững được sự quyết tâm và chúng ta có một trận hòa, đấy là điều mà tốt đẹp nhất để chúng ta có một đường mà để chúng ta tính tiếp được sau. Còn đâu là thực sự ra nếu mà để phải dự đoán ấy, thì tôi cho rằng là không dám dự đoán. Cặp bán kết còn lại sẽ diễn vào tối nay, và sau ba ngày nữa thì nó cũng diễn ra tiếp cái trận lượt về giữa Singapore với cả Indo. Thì chúng ta dự đoán nhanh nhé, anh Dũng, anh nghĩ đội nào sẽ đi tiếp vào chung kết cặp đấu đó? Tại vì đây mới là cái trận lượt đi, chính vì vậy mà các đội đều có sự tính toán trận lượt về. Nhưng mà tôi muốn một cái điều gì đó nó bất ngờ, nó tăng thêm sự thú vị, thì tôi mong rằng ở trận bán kết một lượt đi này giữa Indo và Singapore thì tôi mong cho Indo có cái lợi thế và chiến thắng cách biệt đây có thể là 1-0, có thể là rất nhiều, nhưng mà một chiến thắng cho Indo
để nó tạo một cái sự hấp dẫn cho trận bán kết lượt về và cho cả mùa giải. Tại vì ai cũng thấy rồi, đúng không nào? Singapore là đội chủ nhà và Singapore là một đội bóng trẻ và đang có lối chơi tương đối hiện đại đấy. Và chính vì vậy mà một Indo mà đã gặp đội tuyển Việt Nam, chúng ta thấy là phải tự thủ trước chúng ta. Thì chúng ta cho rằng là Indo có thể là thua Singapore, tại vì Singapore có quá nhiều lợi thế. Nhưng mà một bất ngờ ở trận bán kết một lượt đi này, Indo thắng mới là cái sự hấp dẫn của AFF Cup năm nay. Còn bên Hoàng Hải? Em đồng ý quan điểm với anh Dũng. Em muốn là không chỉ là cặp đấu giữa Việt Nam và Thái Lan đâu, mà chúng ta cũng muốn là xem một cái cuộc đấu bán kết nó thực sự gay cấn và hấp dẫn. Để chúng ta thử đoán được, biết đâu đó chúng ta vào chung kết thì sao, đối thủ sẽ là. Em nghĩ rằng cái rất nhiều khán giả sẽ theo dõi hai trận bán kết này. Nên là em vẫn đồng ý với anh Dũng. Em chờ một cái kịch bản nó điên rồ thì trận đấu đi. Và sau đó thì hai đội lại từng chiến với nhau trận lượt về. Anh nhớ dự đoán nào về hai cặp bán kết này ạ? Thứ nhất là Việt Nam đi, sau đó là... Tôi chỉ nói trận bán kết lượt đi, Việt Nam phải cố gắng phòng ngự. Mình là cũng không thể chờ may mắn giống như kiểu King's Cup được. Nên là tỷ số tôi có lẽ là sẽ hòa 0-0. Còn trận đấu giữa Singapore và Indonesia thì tôi nghĩ là hai đội hòa nhau một đều trận lượt đi. Còn sau đó họ mới tính toán được kỹ trong trận lượt về thì là... Cả hai lượt trận này không tính được bản thắng sân nhà sân khách nên cũng rất là khó để đưa ra được cái tính toán trong trận lượt về ngay được. Vâng ạ, còn tôi mạnh dạn Việt Nam thắng 1-0 với độc giả dân Việt ạ. Xin chào quý độc giả thân Việt. Bây giờ vừa rồi chúng ta trải qua hơn một tiếng giao lưu tọa đàm với cả bình luận viên Hoàng Hải, cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng về cái hành trình đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm nay. Sau đây lúc 19:30 tối ngày mai chúng ta cùng cổ vũ đội tuyển Việt Nam và hy vọng một chiến thắng, một kết quả có lợi nhất cho đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về ngày 26 tháng 12. Hy vọng các cổ động viên Việt Nam sẽ được nhận quà Boxing Day nhân ngày quà tặng. Xin cảm ơn.